mới đây tại hà nội văn phòng chính phủ và bộ công thương đã tổ chức lễ ký quy chế phối hợp trong công tác tham mưu giúp chính phủ thủ tướng chính phủ xây dựng chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính giữa hai cơ quan phát biểu tại lễ ký kết bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh cho biết theo quy chế phối hợp văn phòng chính phủ và bộ công thương sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ trong công tác tham mưu giúp chính phủ thủ tướng chính phủ xây dựng chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính nâng cao hiệu quả quản lý điều hành và thực hiện nhiệm vụ được chính phủ thủ tướng chính phủ giao đồng thời tham vấn ý kiến lẫn nhau trong quá trình đề xuất xây dựng các đề án dự án văn bản quy phạm pháp luật trình chính phủ thủ tướng chính phủ liên quan đến chức năng nhiệm vụ của hai cơ quan Bộ Công Thương, Văn phòng Chính phủ cũng đã thống nhất phối hợp trong công tác xây dựng chính phủ điện tử, trong đó sẽ gửi, nhận văn bản hoàn toàn điện tử trừ văn bản mật giữa hai cơ quan, phối hợp triển khai đề án cổng dịch vụ công quốc gia, trong đó đảm bảo kết nối chia sẻ dữ liệu giữa cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Công Thương với cổng dịch vụ công quốc gia và tích hợp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.